Chào mọi người, hôm nay em sẽ làm món cốc lắc muối ớt. Mọi người cùng làm với em nha. Mình chuẩn bị một rổ cốc, một chén muối xay nhuyễn và một chén đường. Đầu tiên mình sẽ bào vỏ hết rổ cốc này. Mình bào xong rồi mình đem đi rửa. Mình chuẩn bị một cái bọc, một tấm thớt và một cây chày để đâm. Sau đó mình cho cốc vào bọc và mình đâm sơ sơ cho nó đâm cốc dập dập. Người ăn cho nó ngon. Mình đâm xong rồi mình cho phần đường vào cho nó thấm vào cốc. Sau đó mình lấy nắp dung đậy lại và lắc đều lên. Tiếp theo mình đổ muối vào rắc đều và lắc tiếp. Thế là xong món cốc lắc lắc. Mình cho ra dĩa và trang trí lên cho đẹp đẹp. Làm xong mình cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút rồi ăn. Chúc mọi người ngon miệng.